Đồ bún nay da trái quá chân không nè. Hôm nay mình thu rất nhiều đợt không á, mà càng ngày nó càng da dữ như nè. Rồi mọi người coi nè, trái nè, gieo đầy nhóc luôn. Đồ bún này đậu trái dữ thiệt chứ, trồng dễ có ăn lắm nha, trồng dễ đó. Bỏ hột xuống cái thấy lưới hay là mình cắm cây gì cái là nó bò trái nè. Rồi coi xem trái nè, nó đều luôn á, nó dài lên đấy nè, ngày nào cũng có thu hoạch hết á. Hôm nay ngày nào cũng hái hết á. Này mình không có xịt thuốc, không có bón phân luôn á, mình trồng bằng đất vườn, với lại mình đổ ba cái rác hữu cơ mình xin ở dưới chợ về á, không có tốn tiền phân tiền là gì hết, tiền thuốc tiền gì hết, mà nó cho trái hổm bầu bí con trái nhiều á. Hiện nay tới đậu đậu bún đậu đũa nè, trái nè, nó treo lên luôn, chỗ nào cũng như chỗ nấy á. Nè, chỗ nào cũng nhiều hết á. Đậu bún rất là dễ trồng nha. Nè, mai trái nè, ôi to bự nè, đây nè, bên đây nè, đây đây hai trái nè, có một cây á mà hôm nay mình thu 4-5 đợt nè. Đợt đầu thì hơi ít chút, cái đợt thứ hai cái hơi nhiều nhiều hơn, bây giờ càng ngày nó càng nhiều hơn nữa. Trái này to, trái này hái vô nướng nhiều thịt lắm, mà nướng hay xào gì cũng ngon. Mấy trái này nhiều thịt, loại cà này sao nó ú nó to nè, loại này nướng ngon nè, nướng nó còn nhiều thịt đó. Chỉ cần cây này với cây bên đó không à, cây này với cây bên đó không mà ăn không hết nè, hai cây nếu mà nó tốt. Trái nha, rồi mọi người xem video nhớ theo dõi ủng hộ kênh mình nha, để mình có thích trồng hoa màu thì mình chọn những cái loại cây nào thích hợp để mình trồng nha. Mình quay những cái loại hoa màu, rau cải, cà, bầu bí đồ đó, thì mình đam mê, mình có thích trồng cái gì mình trồng, mình coi cái nào mà nó phù hợp với mình thì mình trồng nha. Rồi mình cũng xin kết thúc video nha, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nha, hẹn mọi người ở video tiếp theo.